có biết người ta sau khi chết sẽ đi đâu? Nhiều người tin rằng linh hồn của người chết sẽ vẫn tồn tại ở một thế giới song song cùng chúng ta. Còn có rất nhiều điều mà họ muốn nói với chúng ta ở thế giới thực tại được biết. Bộ phim Ma Xuất Ma Nhập. Tám, ba, bốn, hai, nưng, một. Action. Diễn. Kính chào quý vị. Tôi tên Hen, là đạo diễn bộ phim Tình Yêu Thiên Trời Động Địa Trái Tim Không Lối Thoát Trao Đi Nhưng Không Nhận. Tên phim này còn dài hơn tên công ty. Mày bị khùng không thế? Tái hiện lại một câu chuyện có thật xảy ra ở chính nơi này. Tình yêu của một tiểu thư mù loà cùng với chàng trai câm nghèo khổ, và họ đã tìm thấy tình yêu của nhau ở nơi này. Nhưng tình yêu đã gặp chông gai khi bố mẹ của cô gái đã ép gả cô ta cho một người giàu có khác. Chàng trai khi biết chuyện đã quyết định tự sát và trao lại đôi mắt cho cô gái. Khi được nhìn thấy sự thật, cô đã quyết định thắt cổ để theo người yêu mình ở chính căn chòi này, lại lừa người xem. Bin, nhưng người ở đây họ nói với mình, ở đây có người thắt cổ thật. Thế cậu cứ quảng cáo thêm đi, ở đây hot nhất thế giới. Không tin thì kệ. Bin, đi xem cái máy hình đi đi. Đi làm trách nhiệm của mình đi. Cậu John đang làm gì thế? Thu âm tiếng ma. Sao? Thu âm tiếng ma. Mình nghe thấy có tiếng động lạ. Tiếng gì thế nhỉ? Xem cái mặt thất thần của nó kìa. Người mặc quần vàng là trợ lý máy quay, tên là Jin. Quay làm quái gì thế? Còn người có vẻ đẹp trai và nam tính này thực chất là đồng bóng. Quay làm gì thế? Ông kính của tao sao mày lại sơn vào đấy? Em gái này là trợ lý cho nhóm làm phim. Chi, nhìn vào hình chút đi. Anh định làm hậu cảnh để up lên YouTube. Đảm bảo là nổi tiếng. Tin anh. Chị. Anh ơi. Mày làm quái gì thế? Không thấy tao đang làm gì hả? 9 giờ sáng rồi, chưa quay được cảnh nào. Các cậu làm ăn có vẻ khá nhỉ? Định quay cái gì? Diễn viên chưa tới. Mình thấy tới khi nãy rồi mà. Thử tới đó xem, thử xem đi. Được, để mình đi gọi.
Mày dám thắp kính tao, không phải tôi. Chuyện gì? Anh đây làm gì ở đây? Tôi tìm anh muốn chết. Tôi đang đọc lời thoại. Đọc lời thoại. Anh vào vai người câm từ đầu đến cuối. Cần gì phải tập lời thoại? Đấy, tao biết ngay mà. Cho dù chỉ là bê bê, nhưng cũng phải có cảm xúc, sắc thái, điệu bộ, hành động và âm điệu. Loại không đẳng cấp thì không hiểu đâu. Chuẩn bị quay chưa? Tôi tập lời thoại lâu rồi đấy. Sẵn sàng rồi mới gọi anh. Đi đầu thai đi. Đừng gây tội lỗi cho nhau. Hãy đi đầu thai đi. Cháu sẽ xin cầu kinh cho ông. Nó. Em. Bên lại. Có chuyện gì thế? Ma. Phí. Ma. Này à. Đâu? Ở đây. Anh không thấy có ai mà. Anh không có ngoại cảm. Anh không bao giờ thấy được. Ông là người trông nom nơi này. Cháu xin lỗi thầy em nó. Chúng cháu định quay ở đây bao nhiêu ngày? Một ngày thôi thưa ông. Đừng ở lại khuya quá, không lại làm phiền người ta. Làm phiền ai vậy? Ở đây cháu chỉ thấy có mỗi bọn cháu, những người đang nằm dưới mồ đấy. Tốt, có cũng tốt. Cháu sẽ mời họ cùng vào cảnh để phiền cháu càng chân thật. Không tin thì đừng thử. Có thật sao? Nhanh tay lên chút coi nào. Mất hết cả ngày rồi. Ánh sáng mày đo gì mà lắm thế? Mày đo xong chắc tắt mặt trời luôn quá. Không cần đo nữa. Tao không thích kiểu làm việc nóng vội. Chúng mày im lặng ngay đi. Cãi nhau cả ngày, bao giờ mới chịu quay? Có định quay nữa không? Cái gì cũng tới tao, đau hết cả họng rồi nè. Anh ớt nước à? Cảm ơn. Em thế nào? Việc có làm nổi không? Có làm nổi không? Nổi. Tốt. Nếu thế em đi mua cơm cho mọi người. Em đi mua cơm cho mọi người. Đi bằng cái gì ạ? Định làm gì? Đeo dây an toàn cho. Thế mà cũng giật mình.
sao thế? Giận hả? Giận làm gì? Thấy im lặng thế mà không có chuyện gì cần nói. Thế sao em có thể vào làm việc ở đây? Anh ớt gọi tới. Người yêu anh ớt sao? Khùng hả? Anh ớt là họ hàng với Tri. Không ngờ mặt lại giống nhau thế. Chỗ nào? Điểm này. Alo, chị Trương Phu. Giờ chị ở đâu rồi? Chị đang ở Bangkok. Bangkok? Chị còn chưa tới. Quá thời gian hẹn hơn mấy tiếng rồi. Chị xin lỗi em, chị đang chăm sóc móng tay nên chắc 2 tiếng nữa mới có thể bắt đầu đi. Như vậy nghĩa là sao? Cửa không mở được. Cửa bị hư rồi, phải mở nó từ bên ngoài. Mời em đi. Thằng Hen, vì mình mày đấy. Mướn diễn viên nổi tiếng hả? Giờ bị nó lừa. Mày định làm gì tiếp bây giờ? Bin, có thể lấy ai thay diễn viên không? Đói không? Sao nó lại muộn thế? Lấy quay phim làm diễn viên. Tao muốn chết quá đi mất. Ai cũng phải hiểu chúng tôi chứ. Bị người khác lừa nên giờ phải thay bằng diễn. Nhưng tôi nghĩ chắc nó làm được. Mày bốc thăm để trúng tuyển vào trường nghệ thuật sao? Con diễn nó có chút nữ tính nào đâu. Tôi sẵn sàng rồi. Tôi thấy đôi giày cô là hết muốn diễn. Cậu còn đôi nào không? Nếu cậu muốn mình diễn thì đừng quay cho ai thấy chân. Chuẩn bị. Action. Diễn. Coi. Anh biết phải không? Em rất yêu anh. Dừng. Bin, mày dừng làm gì? Lúc nãy mình thấy có ai đấy xen vào khung hình. Mình không thấy ai trên màn hình. Sao lại không có được chứ? Biết là tới đây thế nào cũng được gặp ma, nên tao đi cùng mày. Tao muốn gặp ma Phan. Ma Phan? Ma quái gì mà tên Phan? Lúc nãy tao thấy ở đây lập lờ. Lập lờ là chỗ nào? Thế này, tao sẽ đếm 1 đến 3. Nếu nó không xuất hiện thì về. Ok, vậy cũng được. 1, 2, 3. Về. Mà đúng là cái loại chậm chạp. Thậm chí đã cho thời gian rồi mà còn tao nghĩ mà nên đếm đến 100. Đừng cứng đầu nhé, không chị sẽ không chơi cùng. Cái gì thế chi? Bùa vàng. Bùa vàng. Anh nghĩ là Ji bị điên phải không? Không. Làm gì có người điên dễ thương thế này chứ. Trò cũ. Cảm ơn.
Bộ dạng của em nuôi có khó không? Không khó, chỉ cần cho ăn hàng ngày. Anh muốn nuôi sao? Không, anh không thích ngồi nói chuyện một mình. Chị thấy được họ. Cảnh 2, khúc 1. Lại lần thứ 52 rồi đấy. Muốn đặt thì phải diễn lại nhiều lần. Diễn. Ken, mày cho ngừng được không? Tao lạnh rung lên rồi này. Dừng, dừng ăn cơm. Thấy cậu bị ướt mà mình phải xin giấy. Lại phải diễn lại. Ăn cơm xong, mấy anh có lên thắp hương chút không? Đạo diễn không rảnh. Bin, mày đi thay được không? Không, tao bị dị ứng khói nhang. Ăn cơm đi. Cảm ơn. Xem ra cũng đẹp nhỉ. Nếu mình biết cậu đẹp tới mức này thì tán ngay từ năm nhất rồi. Mày có hỏi tao trước là tao có muốn người yêu như mày không? Nóng tính thế. Hello bà. Bố John, hôm nay con có ghé qua thắp hương cho ông bà không? Không được, con bảo là con bận quay phim. Con không tới thăm mộ ông bà mấy năm rồi đấy. Con không rảnh thật mà. Mà cũng không biết tại sao lại phải hay cúng. Giờ chắc ông bà đã đi đầu thai mất rồi. Vì con nghĩ như thế nên làm gì cũng chả ra trò trống. Bố lười nói với con rồi. Thế này thôi. Mình chán quá. Cúng giái một năm không biết bao nhiêu lần. Mất tiền, mất cả thời gian. Ông bà cậu chắc rất vui khi có thằng cháu như cậu nhỉ. Em gì là một đứa đáng thương. Bố là người chuyên bán tượng Phật, nhưng đang bỏ trốn vì phạm tội làm tượng Phật giả để bán. Còn mẹ nó chuyên hành nghề lên đồng ở nhà, nên bị bạn trêu là con của ma quỷ từ bé. Em nghĩ cuộc đời em gì có hoàn cảnh như phim, nên nó cũng ít có bạn. Học xong rủ mình trong phòng không tiếp xúc với ai. Tao sợ nó phát điên nên mới dẫn nó tới đây làm việc, để hòa đồng với mọi người.
Anh cũng thương em Duy nhỉ? Tao không, tao bị cay. Xin lỗi. Buồn sao? Muốn về nhà rồi phải không? Đợi một chút nhé, rồi chúng ta sẽ được về. Cậu còn bộ khác cho mình mặc không? Bộ này mỏng quá, thấy bên trong gần hết rồi. Đám tang phải mang màu này. Cô có muốn cởi trần không? Cô muốn tao làm thế không? Dinh, mình nghĩ cậu không cần thay đâu. Thấy được quần chip bên trong mờ mờ như vậy. Mờ mờ. Xin thêm một cái được không? Mình đang phê. Phê nè, đủ rồi đủ rồi. Nói dám nói thế với tao, đừng cãi nhau nữa. Đi làm việc đi. Còn dám nhìn. Thôi thôi đi làm việc. Còn nhìn hả? Dinh, đi làm việc được rồi. Hai đứa này bị bệnh gì thế nhỉ? Búc ơi, mình nghĩ lấy mấy đồ cúng đầu kia ra ngoài đi. Nhìn không được đẹp. Như vậy tốt sao? Lấy đi, mình sắp quay rồi. Nhanh nhanh, dừng lại đi anh. Muốn lấy đi thì phải xin phép họ trước. Không sao đâu em Di, không sao đâu. Lo nghĩ quá rồi đấy. Ông ấy không sao đâu. Đúng thế, anh chỉ quay phim thôi, không sao đâu. Lấy ra đi bút. Lo làm gì? Tôi định quay từ sau ra trước. Đấy là công nghệ mới. Công nghệ mới của điện ảnh. Tụi mày đấy, thằng khỉ. Chuyện gì với mọi người thế nhỉ? Bút. Cái quan tài cho cảnh quay đâu? Chưa thấy người ta mang tới. Hiền, cái gì? Mày chỉ đưa cho tao có 80 đô mà đòi mua quan tài. Mua được thấy quái nào? Làm sao đây? Mày nhìn gì? Góp mỗi đứa 15 đô thì chỉ được thế thôi. Thế là nhiều rồi. Nhưng mà mày là bộ phận đạo cụ thì phải kiếm cho bằng được chứ. Đạo cụ thì sao? Mày muốn tao đào quanh đây hay mượn của ông bà tao không? Mày làm gì thì làm đi. Không khó. Tao sẽ đốt vàng mã để trả tiền thuê. Không có gì là khó. Đừng để tao làm đạo diễn. Thôi cãi nhau làm gì, cũng đâu giải quyết được. Cậu đi tìm quanh đây xem có ai chuẩn bị chết thì mượn quan tài họ trước. Đi. Mày đi đi, bao giờ cũng gây rắc rối. Mày cũng sai không chịu nghỉ. Mày tưởng đây là Hollywood sao? Ông. Sao hả cháu? Ông có quan tài nào cho cháu mượn không? Ai chết sao? Không có ai chết. Bạn cháu định dùng quan tài cho cảnh quay. Được được, đợi ta chút. Vào trong. Cháu xem đi, mộ ông tổ tông ở đây. Bị cỏ mọc lên đầy rồi mà không có con cháu về trong nom. Tuổi trẻ thời nay chắc cũng đã quên mình có được ăn được sống đầy đủ như hiện tại đều là do tổ tiên ông bà ở đây phù trợ. Có thể ở đây hơi xa nên ít ai có thể về. Thế những lúc đi du lịch hay xuất ngoại cháu còn đi được không phải sao? Thế ông không có con cháu sao? Có, ta có 3 đứa. Nhưng không về thăm ta lâu rồi. Thế vợ của ông? Bà ấy ở đây thôi.
Ở đây. Sao cháu không thấy bà ấy? Đang nằm đợi ta ở đây nè. Bin, cái gì? Cậu kiếm gì để che hình người trên mộ kia được không? Nhìn hơi bị vướng, mình không thích. Không, mình sợ, sợ quái gì chứ. Để tao tự làm. Đứa nào cũng có vấn đề. Thằng Búc cũng thế. Mày cũng vậy. Thế này được không? Chuẩn. Cháu cũng đang cần màu đỏ. Vì hôm nay là ngày rằm nên ta chưa mang bà ta đi chôn. Thế nghĩa là bên trong có xác người? Có chứ. Cháu muốn xem không? Để ta mở ra cho cháu xem. Có thể cháu muốn đưa bà ta đi đóng phim. Không cần đâu. Cháu chỉ cần quan tài thôi. Quan tài rỗng ta không có. Chỉ còn cái này. Cháu có cần lấy không? Thế thế này được không? Cháu chỉ lấy quan tài. Còn cái xác cháu lấy tạm ra trước. Khi nào xong thì cháu sẽ để xác y nguyên cũ. Không được, không được. Xác đã để được vào quan tài thì không thể lấy ra. Vì linh hồn sẽ bị lạc đường, không thể quay về được quan tài. Thêm một chuyện, nếu ai ngửi thấy mùi hay nghe thấy tiếng gì, cấm bàn tán. Khi khiêng phải hướng đầu về phía trước, cấm được đi lùi. Khi khiêng lên đừng nói chuyện lớn. Khi đặt xuống thì phải kiếm gỗ để chê ở phía dưới. Cấm được đặt trên nền đất. Cháu nhớ được không? Cháu nhớ. Bin, nhớ quay mặt mình rõ vào. Người xem có thể biết là mình cũng có diễn cùng. Tao nghĩ thay hình khác đi. Hình này không ổn. Không kịp nữa đâu. Mày xem cái hình này nè. Sắp hết ngày rồi. Mày nghĩ là... Mày khoan nói, thế là tốt nhất rồi. Anh nghe tôi, mày nghe tao trước. Nói, đáng đợi mày. Mày nghe tao nói trước. Mày phải nghe tao trước. Chuyện quá gì thế này. Tao diễn cho mày với tiền công là 15 đô. Mày nghĩ 15 đô làm được gì? Tao coi như miễn phí cho mày. Thì mày cũng phải biết nghĩ cho tao chứ. Tao nặng. Mày nặng. Biết. Im lặng đi, tôi cần tao cảm xúc. Mùi gì hôi thế nhỉ? Sọc vào mũi. Chuẩn bị nhé. Diễn. Khoan khoan. Khoan. Lau qua tí xíu. Rồi, sẵn sàng. Cán đường hoài. Sẵn sàng nhé. Diễn. Tôi đang quay. Bước chậm vào. Đúng, bước chậm vào. Chậm nữa. Chậm lại nữa. Chậm một chút. Chậm lại một chút. Ôi,
Các cậu đi theo nhịp cùng nhau chút đi. Đúng, đi theo nhịp. Lùi lại đi, lùi lại. Bắt hình không kịp nè. Không bắt hình kỹ, không cần nói leo. Quay nhanh chút được không? Nào nóng quá. Sẵn sàng nhé. Lần hai, diễn. Dừng. Mày dừng làm gì? Có tiếng người nói chuyện trong tai phone. John, ở đây có ai đâu? Tai mày lãng không thấy. Trong nghe tiếng người già nói chuyện thật. Có thể mic mày thu hơi xa. Đúng đúng thế. Ma con hấp. Ông bà, cháu cầu xin được quay xong bộ phim này. Cháu cầu xin. Hết âm thanh lạ rồi, sẵn sàng quay. Quan tài này là bằng gỗ gì mà nặng quá? Sao không thấy nặng được chứ? Bên trong có xác người mà. Ôi, chúng mày dừng lại làm gì? Gì? Triệu chứng bị sốc. Cần phải hô hấp nhân tạo. Anh có sao không? Sao lại đánh tao? Chúng mày bất kính với tao. Bất kính? Tôi mơ sao? Gì? Sao vậy? Mọi người giúp làm được không? Làm gì? Có chuyện gì đã xảy ra? Ngày thơ nhỉ? Cô chắc là không nhớ gì chứ. Chị sao vậy? Chị thấy một ông già ngồi trên quan tài. Mày kiếm người quay thay tao đi. Tao không quay chúng mày nữa. Bên mình cũng không diễn nữa. Nổi cái da gà. Diên. Đợi mình. Còn ở lại đây sao? Thấy chi tiết như thế mà còn ở đây hả? Vậy, vậy mau đi. Gì mày đấy? Tự nhiên lại lấy quan tài của người chết. Lúc nào có chuyện mày cũng đổ cho tao vậy sao? Vì mày là thằng vô tích sự. Giao chút trách nhiệm mà không chuẩn bị được. Mày mới là vô tích sự. Chả bao giờ biết tính. Thế này ai có thể làm việc với mày? Nếu không được thì không cần làm. Mày đi làm việc khác đi. Loại tên tao ra khỏi nhóm đi. Tao không làm nữa. Được, cút đi. Đi, đi hết.
Ông ấy tò mình. Làm gì tiếp theo đây? Có lẽ còn dừng quay, dọn đồ. Tới rồi, tới trạm xăng rồi. Dừng, dừng. Nhanh đi, nhanh. Không xuống đi vệ sinh sao? Không buồn. Uống nước không? Anh mua cho. Chị đi cùng cũng được. Joe, vào cùng mình được không? Cậu đang định làm gì với mình sao? Cậu khùng sao? Mình sợ. Đợi ở đấy, cắm nhìn lén. Vào đi. Ê, hơi diện diện. Nhẹ nhẹ chút được không? Làm cho mình tưởng tượng rồi nè. Im lặng đi. Ơ, diện diện. Mình có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Mình yêu cậu. Có thể làm người yêu mình không? John, cậu có thể biết lựa chọn địa điểm để nói không? Người ta đang đau bụng. Có chuyện gì sao buồn thế? Những khi em cười cũng dễ thương đấy. Đang có chuyện không vui sao bắt người ta cười được chứ? Chuyện gì? Chuyện gì? Không, không có gì. Thế anh có định làm phim tiếp không? Làm chứ, nhưng chắc không làm cùng nhóm với Hen nữa. Anh muốn làm đạo diễn. Nếu thế, có gì muốn giúp thì bảo. Thật chứ? Cà phê đắng nhỉ? Em thấy thế không? Nếu được chút đường chắc tốt. Anh đùa thôi. Mày chơi trò gì thế? Giật hết cả mình. Thấy trong các phim ma khi soi vào gương thì hay có ma ở phía sau. Như thế mới bất ngờ. Bất ngờ cái đầu mày. Chơi không đúng chỗ. Giật hết cả mình. Giật mình với cái mặt của anh sao? Dân, thưa bố đẹp trai. Không đúng sao? Ôi.
Có chuyện gì vậy anh Đê? Chúng mày giữ chìa khóa của tao phải không? Đúng thế, tôi đang giữ nó. Đem gửi bưu điện cho anh. Bưu điện hả? Gửi cho bố mày à? Bỏ việc chưa đủ còn bỏ mặt cả tao. Ai bỏ rơi ai đâu? Mày nghe cho rõ, tao không thể để xe ở đây. Vì xe của tao là xe thuê, bị dỡ ở đây tiền đâu mà trả. Được, để tôi mang chìa khóa tới. Mày nhanh chân lên, gấp. Các cậu, mình phải mang chìa khóa cho anh đây. Hú làm quái gì thế? Nhẹ tay chút đi. Anh đây biến đâu thế nhỉ? Lại còn tắt máy. Tụi mình xuống tìm anh ấy đi. Đừng nói là tụi mình. Anh đi một mình đi anh ớt. Đứa nào cũng yêu tao quá nhỉ? Đi đi, xuống đi. Anh ta đi đâu thế nhỉ? Cái gì thế này? Giật cả mình. Sao bảo là không xuống cùng? Anh, tôi nghĩ mình về đi. Cứ để chìa khóa ở đây. Anh ta tự về được thôi. Sao lại thế được? Lỡ mất xe thì sao? Cái đồ lo xa. Anh xem cho kỹ cái xe này đi. Toàn đồ dĩ xét. Đợi chút đi. Nếu không anh ta không có xe để về, thử vào tìm trong ngôi đình này đi. Nhớ anh ta vào trong đó. Đợi ở xe cũng chả yên. Đúng là làm khổ mình. Anh ớt cũng không thấy gì. Sao không chịu đi một mình chứ? Thật ra ngôi đình thờ này cũng mát mẻ nhỉ. Mày hát làm quá gì thế? Ta sao không thấy hát? Có đúng thời gian để hát không? Vào xe bên trong đi. Mày còn diễn trò này sao? Cổ điển mà. Vào trong đi. Tới lúc phải bôi mở cho cái cửa này rồi. Tiến anh đi. Đúng. Thử lại gần xem. Anh ớt, anh đi bị ông già đó bẻ gãy cổ rồi. Tôi nghĩ chúng ta lui ra trốn bên ngoài đi. Khoan đã, nhỡ anh đây chưa chết còn giúp được. Giúp loại người như anh ta làm quái gì chứ? La hét chuyện gì thế? Anh đi. Cứ nghĩ anh bị bẻ gãy cổ. Gãy cổ. Tao nhậu mấy massage cho tao. Các cậu có muốn massage không? Không cần đâu ạ. Cảm ơn. Cứ nghĩ anh bị bẻ gãy cổ. Hèn. Đái dầm luôn sao? Giày của tao. Mày rọi đèn pin làm gì thế? Tao ngượng.
Hẹn gặp lại sau nhé, tụi thất bại. Hen, đừng quên, lần sau thuê tàu tiếng 16 đô đó. Đắt thế. Nếu lần sau hay kiếp sau có thật thì hy vọng chúng ta không còn gặp nhau. Không biết anh ta có trộm xe của ai không nữa. Chạy chậm không là ma ở đây đó. Về nhà đi, buồn ngủ rồi. Đi đi. Các cháu chưa thể về đâu. Có chuyện gì nữa sao? Cần phải giúp nhau đưa quan tài đó về để lại chỗ cũ. Dùng xong không biết cất. Không thì không thể ra khỏi nơi này. Khoan khoan, ông định đi đâu? Giúp chúng cháu đã chứ. Ta cũng phải về nhà để ngủ chứ. Ở lại làm bạn với chúng cháu đã. Đêm nay là ngày 15 tháng 7. Thì sao? Đêm 15 tháng 7 ông định rủ chúng cháu đón trung thu sao? Trung thu gì chứ? Đêm cúng cô hồn. Đêm nay cửa địa ngục sẽ mở để cho tất cả các vong hồn được nhận vật cúng bái. Chuyện này hơi quen quen trong phim. Có lấy từ đâu không thế? Nếu không tin thì không sao. Ta chỉ nhắc nhở, ta về trước đây. Đừng quên giúp nhau khi quan tài về để lại chỗ cũ. Đi đi, làm cho xong đi nghỉ luôn. Không phải nhiệm vụ của mình. Anh, tao nghĩ sáng mai quay lại cất cũng được. Như vậy tốt sao? Tốt. Cứ theo như thế đi. Thôi mà, ngày mai anh tới đưa nó về. Tối nay mình về đi. Nghĩ đường này trông không quen. Mày chạy lạc đường không hả? Không lạc đâu. Cái chòi này em còn nhớ. Dừng lại làm gì thế? Có người băng qua trước mũi xe. Có tông trúng không? Kệ nó đi. Mau đi đi, tao nghĩ không phải người đâu. Đúng đúng, chạy đi. Chạy tiếp đi, Bút. Xuống xem chút đi, nhỡ họ bị thương. Bút. Không có gì. Cậu cúi xuống gầm xe xem thử, nhỡ có xác bị cán lòi ruột. Cậu nói gì ghê vậy? Không có gì phải không? Đúng. Thấy không, tao đoán đúng. Mày đoán sai rồi. Lúc nãy tao lỡ miệng. Dễ thương thế. Mở cửa mau đi.
Đợi tao. Không thể mở cửa được. Cậu kinh đuổi ma đi. Không biết cầu. Thế lấy bùa vàng ra để trị tội nó đi. Đúng thế, nhanh lên. Bùa này là hàng giả, không thể dùng được. Thế sao có thể nhập vong? Mình chỉ giả vờ diễn. Đồ khùng, cô muốn diễn để nhận giải Oscar sao? Cho xin ít tiền. Cứ tưởng là ma, hóa ra là ăn mày. Sao lại nói dối hả Di? Em muốn các anh tin ma có thật để có thể sợ và không dám thách thức người chết nữa. Thế nên em mới nói dối mọi người. Em xin lỗi anh. Mày không cần gọi tao là anh. Tao không còn muốn xem mày là em nữa. Mày đúng là đồ giả dối. Anh còn muốn làm sao nữa? Em nó đã xin lỗi thì cho qua đi. Về nhà đi. Chị, bị sao thế này? Lại giả vờ bị ma nhập nữa sao? Bình tĩnh đi Di. Còn dám giả vờ nữa hả? Sao lại đánh em mấy hả Di? Con diễn trò. Còn bài đặt nói tiếng Trung Quốc. Cô nghĩ tôi không hiểu sao? Tôi hiểu đó. Thế này thì không thể không bỏ qua. Chắc là bị nhập thật rồi. Xem cho kỹ đi. Mặt không còn tí máu. Nếu còn muốn biết là ma thật hay không thì thử nhìn qua hắn mình đi. Thật sao? Thật. Mông của cậu to thế. Cậu đã thấy gì? Mà còn ma nào đã nhập vào em ấy? Chắc là bà ngoại cậu. Sao cậu biết? Bà ta chắc tủi thân vì hôm nay cậu không thắp hương cho bà ấy. Bà, cháu đã sai, hãy tha lỗi cho cháu. Hãy tha lỗi cho cháu. Bà ấy nói gì? Bà ấy bảo là không có đứa cháu tồi tệ như cậu. Nhưng mình chưa bao giờ làm điều gì tồi tệ. Có đúng là cậu nói được tiếng Trung không?
Được, mình từng học, tin mình đi. Hay là con ma mà cậu đã lấy sơn để xịt lên hình không? Cháu xin lỗi ông, cháu không cố ý, cháu sai rồi. Gì? Bà ta nói gì? Bà ấy bảo là không phải người mà cậu dùng bình sơn để xịt. Thế sao lại đánh tôi? Dịch. Ông ta nhờ gửi. Hay là con ma đó đã nhập vào em gì? Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không đưa quan tài trở lại. Tôi đã sai, đáng bị chết. Nó nói sao? Anh không phải người gây tội. Vậy sao? Cảm ơn, cảm ơn. Sao còn đánh tôi? Là sao? Thấy bực mình. Còn bực sao? Thỏa lòng rồi đấy nhé. Chắc chắn là con ma mà chúng ta đã lấy quan tài. Sao cậu biết? Phim ma cũng chỉ có mấy nội dung. Ma trả thù, ma đòi nợ, ma ganh tị. Còn bà ta chắc là con ma tuổi thân. Không muốn chết mà con cháu không biết xác đang nằm ở đâu. Thấy không, bà ta bảo mình nói đúng. Đoán mò. Bà ta nói là sẽ giết hết chúng ta. Cậu hỏi bà ta đi. Bà ta muốn gì? Nói với bà ta lịch sự chút đi. Bà ta muốn gì? Dịch đi. Bà ta nói là hãy đưa bà ta quay lại quan tài. Muốn quay lại thì đi một mình, rủ chúng tôi theo làm gì? Cũng được, để tôi giúp. Không có ai đi cùng mình sao? Ngồi đó làm gì hả? Xuống cùng đi. Nhanh. Diễn, sao? Cậu không cần đi. Ở lại với em nó ở đây. Để mình ở lại với cô ta sao? Không. Cậu ở lại là tốt rồi. Lỡ bà ta muốn nói chuyện. Để mình ở lại làm bạn cậu. Cậu còn sợ hơn cả ma. Nhanh đi, còn nhanh về. Tốt, cậu làm gì thế? Mình sợ em nó ngạt thở. Mày tốt quá nhỉ. Đi nào. Anh ốp, đợi tôi. Sao lạnh lẽo thế này? Cậu làm quái gì đấy? Mình sợ. Sao cậu lại đi sao? Vì mình là trợ lý cậu. Hai cậu yên lặng đi. Ồn ào làm gì thế? Vì đây không phải nhà tao. Hey.
mày luôn. Sao nắp quan tài lại mở? Sao chúng ta không giật mình? Bình thường phim ma khúc này ai cũng phải giật mình. Vinh, cậu có tin chuyện đêm rằm cô hồn ông ấy nói không? Hỏi làm gì thế? Mình muốn biết. Mà rời khỏi cổng địa ngục khi mấy giờ? Hỏi ông bà cậu đi. Cậu thấy gì không? Thấy gì ở cửa không? Cái gì? Mình biết mình hỏi cậu làm gì. John, đừng hỏi mình nữa được không? Nổi cái da gà lên rồi nè. Lại gần xem đi. Sao lại bóp còi? Chuyện. Mình bảo cậu trong MG, sao lại lại đây? MG của cậu suýt nuốt sống mình rồi. MG của cậu giờ còn đáng sợ hơn. Mình sẽ tới xem em ấy. Phúc, đợi anh. Đợi mình. Quay lại đây đi. Mình không đi. Cậu đi không? Mình cũng không đi. Chào em. Chào em. Em có biết đường ra khỏi vùng này không? Tìm đường khó quá. Cứ đi tới phía trước, thấy cây sao thì rẽ phải, thấy hồ sen thì rẽ trái, sau đấy lại tiếp tục rẽ trái thêm một lần nữa. Xong rồi sao? Nhưng hơi khó nghe quá, nên nếu có thể em đi cùng anh. Đi cùng nhau, khi nào tới đường chính thì mình chia tay. Đang đợi chồng. Chồng sao lãng em khi nào thì gặp anh nhé. Ăn mặc khiêu gợi quá. Gặp lại sau nhé người đẹp. Đừng quên là chồng sao lãng khi nào ta gặp nhau. Đồ khùng. Em tôi đâu? Không có là tốt rồi. Mình phải tìm cô ấy. Đây là rừng chứ không phải quận 1, mà có thể đi giờ nào cũng được. Cậu khùng rồi sao?
Nhẹ nhẹ đi. Sao phải rủ mình theo chứ? Không phải cậu từng ba qua sao? Này các cậu, các cậu nghĩ cái xác ấy mất đi đâu? Có thể không có cái xác nào trong quan tài từ trước. Đúng, kiểu kết thúc bất ngờ. Ông ấy lừa mình. Nhưng nếu kết thúc kiểu này thì người xem sẽ không hài lòng. Cậu thôi nghĩ chuyện phim ảnh được không? Khung cảnh giống phim ma quá. Đang đi, có mà nắm lấy chân mình. Đừng kể nữa, mình sợ. Phần lớn trong phim người đi sau bao giờ cũng bị trước. Tao bị trượt chân. Cái gì? Giúp tao đi, còn đứng đó. Mày không định giúp tao sao? Đưa tay đây. Cậu có bị thương không? Gì? Cái gì dính chân cậu kìa? Tiếng gì thế? Cười tôi sao? Dám cười nhạo tôi sao? Đâu rồi nhỉ? Lúc nãy còn ở đây. Đi đâu rồi nhỉ? Chắc trốn. Cẩn thận, đừng để tôi bắt được. Bắt được là biết tay tôi đấy. Tới xem đi. Ai thế? Anh đây. Không nhớ sao? Sao bảo là về rồi mà. Tao lạc đường, chạy tới chạy lui nên vẫn còn ở đây. Các người còn làm gì ở đây? Tới tìm gì? Gì? Cô ta đi đâu? Cô ấy bị ma nhập nên mất tích luôn. Ma nhập? Đúng. Đừng để tao biết là con ma nào, tao đánh cho lộn đầu luôn. Đừng làm thế. Nó sau lưng tao hả? Không phải gì, không đúng. Mặt không giống. Cô ấy là gì đấy? Nhưng lúc nãy không già như hiện tại. Lại đây đi, anh đi, lại đây. Có chuyện gì đã xảy ra? Bà ta nói gì? Mình nghe được chút xíu. Bà ta cần giúp. Cái gì?
Dinh, cậu dịch tiếp đi. Bà ấy bảo là xác bà ấy đang ở dưới hồ. Chúng ta mau gọi cứu hộ đi. Bà ta muốn nói cái gì thế? Bà ấy bảo là phải mang xác bà ta lên ở ngay bây giờ. Ai xuống đó được? Tao không xuống, mặt tao bị mụn mất. Tao thề là tao không biết bơi. Mình là con gái nên không xuống. Tôi cũng thế, tôi là BD đó. Thay đổi giới tính nhanh thế. Vậy ai sẽ xuống đây? Để tao. Anh đi, anh nam tính quá. Mình xin rút lại lời khen. Bà già, tôi sẽ lo vụ này. Nó rút chân tao. Nó rút. Mùi gì thế này? Tành quá. Hồi quá đi mất. Hồi thế. Tôi thấy xác rồi. Mang lên đi. Mang lên luôn đi. Càng gần càng nặng mùi. Cứu tôi. Cút đi chỗ khác. Anh đi, bị kỳ đà ăn thịt rồi. Làm sao đây? Mình phải giúp anh ta. Mày cởi ra làm gì thế? Tới giúp anh đây nào. Các cậu thế nào? Sao cậu không đi cùng? Mình không biết bơi. Không biết bơi nè. Anh đi. Anh đi. Có điện thoại hay sao? Sao lại rung mạnh thế? Nhanh mà cái xác lên đi. Đi đâu? Mình không biết. Tự nhiên lại rung lên. Không biết có chết không nữa. Sao lại là tôi? Sao lại để tay lại đây? Đợi tôi. Đợi mình. Nhanh đi. Oh.
Cô giữ cửa làm gì? Anh Đê đây. Xin lỗi, cứ tưởng anh là Kỳ Đà. Nhanh đứng dậy đi. Đau không ạ? Tao biết rồi. Người trong quan tài là ai? Ai thế bút? Người đằng kia. Mặc quần áo như nhau. Tao nghĩ rồi mà, kết thúc bao giờ cũng bất ngờ. Các cháu có chuyện gì thế? Mặt như ma nhát vậy. Ông ấy chắc không biết là mình đã chết rồi. Chết rồi thì hãy đi đi, đừng nhát chúng cháu. Đúng thế, người ở phần người, ma ở nơi của ma. Tới nơi mình thích đi. Các cậu có bị điên không vậy? Tôi chưa chết mà nói rỡ thế sao? Ông đã chết rồi, hãy chấp nhận sự thật đi. Sinh lão bệnh tử là điều đương nhiên của tạo hóa. Đúng, đúng. Hãy thử sờ vào đây đi. Tim tôi còn đập không? Vậy nên sao ta có thể chết chứ? Vậy sao ông lại mặc đồ như cái xác này? Người có tiền, ai cũng mua bộ này. Kết thúc bất ngờ. Bất ngờ cái đầu mày đó. Các cháu có vẻ xem nhiều phim rồi đấy. Nghĩ toàn chuyện diễn vong. Hãy nhìn mọi chuyện theo hướng tốt hơn đi. Thế ông quay đây làm gì? Ta thấy có tiếng la hét nên nghĩ có trộm. Do anh đi, anh ta la hét ầm cả lên à? Không, không phải cháu. Muộn rồi mà các cháu chưa về sao? Về được thế nào chứ? Mấy con Kỳ Đà đã tha cái xác này xuống hồ, nên dòng hồn đã nhập vào gì để bắt chúng cháu đưa cái xác về chỗ cũ. Thấy không? Ta đã cảnh báo. Chưa tin thì đừng xúc phạm. Nổi không thế? Chậm chậm một chút. Đủ rồi. Cảm ơn mọi người. Anh đây không đi thắp hương cho cái xác sao? Không, không có thời gian. Phải đi diễn nơi khác. Gặp lại anh sau. Các cậu may mắn đấy. Đừng xa lầy nữa. Bye bye. Bye bye. Mọi người có tới thắp hương cho cái xác ấy không? Không đi phải không? Đi. Đi đi. Đi làm mấy?
cầu cho linh hồn của bà và tất cả những linh hồn khác ở tại nơi này được tới nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Những tội mà chúng cháu phạm phải, cho dù lời nói, hành động và suy nghĩ, dù cố ý hay không cố ý, cầu mong các linh hồn hãy tha lỗi cho các cháu. Gì là bị ma nhập nữa rồi sao? Tới làm gì nữa thế này? Em tôi chứ không phải bị ma mà thích ra vào giờ nào cũng được. Bà ấy bảo đã tha lỗi cho chúng ta rồi. Dễ thương quá đi mất. Cảm ơn ạ. Niềm tin của cuộc sống sau cái chết không có thể giải thích là có thật hay không. Nhưng với chúng tôi, tin 100% là ma có thật. Em gái. Em gái. Bao nhiêu vậy anh? Xăng 95, 15 đô. 15 đô thôi sao? Mở nắp xăng đi. Gì thế này? Dụng cụ mở nắp xăng. Biết dùng không thế? Không biết cô ta có làm xe mình hư không nữa. Mình cũng nghĩ như vậy. Không buồn ngủ sao? Có thể ngủ một chút. Khi nào tới Bangkok anh sẽ đánh thức. Không sao, chưa buồn ngủ. Gì cho anh? Không nuôi nữa sao? Không sao, ở nhà còn nhiều. Ở với anh ấy không được bướng nhé. Không khóc nhé. Anh Búc hứa là anh sẽ dẫn em đi tìm chị Di thường xuyên. Cười lên nào. Hello bá. Alo bố. Con anh chuẩn bị về. Bố, chuẩn bị đồ cúng lễ cho con nhé. Con cúng gì giờ này? Con khùng không hả? Không sao đâu, con chỉ nhớ ông bà. Được được, vậy thì mau về đi. Ok ạ. Con yêu bố nhất quả đất. Nhưng mình yêu cậu hết cả lòng mình. Lại vòng về chỗ cũ. Bao giờ mới về được nhà đây? Định đi đâu thế anh?
Anh bảo rồi phải không? Chồng sao nhãn khi nào thì ta gặp nhau. Em định đi đâu? Định đi đâu? Oh, 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 oh